Trong màu áo của Getafe mùa này, Mason Greenwood đang tỏa sáng rực rỡ khi có được 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 15 lượt ra sân. Phong độ ấn tượng này làm rộ lên khả năng Man United có thể gọi Greenwood trở lại sau khi mùa giải này kết thúc. Tuy nhiên theo truyền thông Anh, Man United hiện đang không muốn tái ngộ với Greenwood vào cuối mùa, thậm chí không loại trừ khả năng Man United sẽ bán đứt ngôi sao trẻ này vào kỳ chuyển nhượng hè năm sau. Hợp đồng của Mason Greenwood với Man United còn thời hạn đến năm 2025, kèm tùy chọn gia hạn 1 năm. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Greenwood đã nhận được sự quan tâm từ hai câu lạc bộ hàng đầu là Barcelona và Real Madrid. Aston Villa đặt mục tiêu giành quyền tham dự Champions League mùa tới khi đang có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, tại đấu trường Conference League, họ cũng đã giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhất bảng E. Trong cuộc họp báo trước cuộc đọ sức với Sheffield United vào rạng sáng mai, huấn luyện viên Unai Emery đã được hỏi về Super League. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã ngầm phản đối dự án này khi bày tỏ sự thích thú khi được thi đấu trong các giải đấu do UEFA quản lý và cho biết Super League của mình chính là Premier League. Tôi không biết phải trả lời ra sao, nhưng Super League của tôi chính là Premier League. Tất nhiên tôi thích chơi ở các đấu trường châu Âu. Tôi thích cùng Aston Villa chinh chiến ở Champions League, Europa League hay Conference League. Tôi không biết chính xác họ muốn tạo ra một thể thức mới như thế nào. Tôi chỉ nói rằng tôi muốn tôn trọng mọi người và mọi quyết định. Còn giờ thì trọng tâm của tôi là trận đấu ngày mai và giai đoạn tiếp theo của Conference League. Trong một động thái bất ngờ, Man United đã lên kế hoạch chiêu mộ Conor Gallagher, tiền vệ vừa bị Chelsea đưa vào diện thanh lý. Gallagher đóng vai trò quan trọng với Mauricio Pochettino và đeo băng thủ quân. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Chelsea vẫn có ý định bán anh để cân bằng tài chính. Man United rất cần bổ sung một tiền vệ mới trong kỳ chủ nhiệm mùa đông. Erik ten Hag và các quan chức ở trung tâm huấn luyện Carragher đã nhanh chóng thảo luận về các bước tiếp theo. Theo truyền thông Anh, Man United dự kiến sẽ đưa ra con số 50 triệu bảng cho Gallagher. Thậm chí quá trình đàm phán có thể diễn ra với con số khởi điểm là 40 triệu bảng. Bên cạnh Man United, hai câu lạc bộ thủ đô là West Ham và Tottenham Hotspur cũng đang theo đuổi Gallagher. Dù vậy, cầu thủ 23 tuổi đang nghiêng về sân Old Trafford trong trường hợp nếu như rời Stamford Bridge. Liverpool xem Leroy Sané là giải pháp lý tưởng nhất để thay thế Mohamed Salah trong tương lai, nên đã nhanh chóng đẩy cuộc đàm phán với Bayern Munich. Salah còn hợp đồng đến năm 2025, nhưng anh có thể rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 để gia nhập các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út. Theo các nguồn tin từ Đức, Jurgen Klopp đánh giá rất cao sự năng động của Leroy Sané, cũng như tin tưởng khả năng thích ứng của cầu thủ đồng hương. Sané là đối tác ăn ý của Kane ở Bayern Munich mùa này. Anh đã có 8 bàn thắng tại Bundesliga, đồng thời dẫn đầu về số pha kiến tạo với 8 lần. Trước tình hình mua sắm gần đây của Liverpool, nhất là thương vụ Darwin Núñez, Bayern Munich yêu cầu mức phí chuyển nhượng Leroy Sané lên đến con số 100 triệu euro. Atletico Madrid đang hy vọng có thể đưa Thomas Partey trở về trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha xem xét tăng cường nhân sự vào tháng giêng tới sau khi phong độ của họ khá thất thường thời gian gần đây. Kế hoạch ban đầu của Diego Simeone là chuyển mộ Guido Rodriguez từ Real Betis, người sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa này. Mặc dù vậy, Guido Rodriguez vừa chấn thương phải tiến hành phẫu thuật nên kế hoạch đã thay đổi. Simeone đã nhắm đến người cũ là Thomas Partey. Tiền vệ người Ghana rất được yêu mến tại Atletico Madrid trong 5 mùa giải chơi ở đây. Anh hiện không còn được xem trọng tại Arsenal nên cũng sẽ cân nhắc lời đề nghị từ câu lạc bộ cũ. Varane chơi không mấy ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa giải này, sau đó anh bị Erik ten Hag đẩy lên ghế dự bị. Vì không được đá chính thường xuyên khiến cho trung vệ người Pháp tỏ ra thất vọng. Varane được cho là có thể rời Man United trong phiên chợ mùa đông. Real Madrid là một trong những đội bóng muốn có được trung vệ sinh năm 93. Mùa giải này, Real đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương, đặc biệt là của hàng thủ, khi David Alaba bị rách dây chằng chéo trước và phải ngồi ngoài cùng Eder Militao. Tuy nhiên sẽ không dễ để Real Madrid có được chữ ký của Varane vào tháng 1 tới. Theo Madrid Universal, Man United cũng đang có nhiều ca chấn thương tại hàng thủ, vì vậy họ sẽ không muốn để mất Varane. Màn trình diễn đỉnh cao của Varane trước Liverpool là một trong những lý do khi mà lãnh đạo Quỷ Đỏ muốn giữ trung vệ người Pháp ở lại đến hết mùa. Trong khi đó Varane cũng đang quyết tâm giành lại vị thế của mình tại sân Old Trafford sau khi phải liên tục ngồi dự bị. Sofyan Amrabat gia nhập Man United với 3 hợp đồng cho mượn kéo dài đến mùa hè. Tuy nhiên, Amrabat đang cho thấy bản thân không phù hợp với môi trường tốc độ và đầy sức mạnh của Premier League. Theo tờ Il Tirreno của Ý tiết lộ hồi tháng 9, khi Man United từ chối việc ràng buộc mua đứt Amrabat trong tương lai, Fiorentina đã tự bảo vệ mình bằng cách chèn vào một điều khoản riêng với tiền vệ người Maroc.
Hợp đồng của Amrabat sẽ tự động gia hạn 1 năm nếu cầu thủ này bị trả về Fiorentina. Điều này đồng nghĩa nếu như trở về Serie A vào mùa hè sang năm, hợp đồng của Amrabat và Fiorentina sẽ có hiệu lực thêm 1 năm. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 96 vẫn có thể cứu vãn tình hình trong giai đoạn 2 của mùa giải trong trường hợp Man United không mua thêm bất cứ tiền vệ phòng ngự nào. Trước đó, anh từng thừa nhận thi đấu tại Old Trafford chính là ước mơ lớn của mình. Theo thông tin từ Sport Bild, Bayern Munich đang xem xét bán Joshua Kimmich vào mùa hè tới với mục tiêu thanh lọc đội hình. Thực tế, Kimmich đã không còn giữ được phong độ để tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất như những năm trước vì những chấn thương khác nhau. Và có lẽ Thomas Tuchel đã tìm được người thay thế xứng đáng cho vị trí của tiền vệ người Đức. Trong hai trận đấu gần đây nhất, Tuchel đã lựa chọn tài năng trẻ Alexander Pavlovic, người có màn trình diễn ấn tượng với khả năng thu hồi bóng cùng những tình huống cố định rất xuất sắc. Điều này đã đặt ra dấu hỏi lớn về vai trò cũng như tương lai của Joshua Kimmich. Transfermarkt hiện đang định giá tiền vệ 28 tuổi này khoảng 75 triệu euro. Vì vậy, nhiều khả năng Bayern sẽ sớm đưa ra quyết định bán Kimmich trước khi anh bước vào giai đoạn sau của sự nghiệp. Ngay trước thềm trận đại chiến với Arsenal tại vòng 18, người hâm mộ của Liverpool đã phải đón nhận một tin không vui từ Mohamed Salah. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Ai Cập, Salah sẽ phải trở về phục vụ quốc gia trong đợt tập trung cho vòng chung kết AFCON 2023 vào tháng 1 tới, nhưng chưa công bố ngày cụ thể. Với việc Ai Cập luôn thi đấu tốt tại cúp châu Phi khi lọt vào sâu của giải đấu, với khả năng gánh team tuyệt vời của Salah, khả năng Liverpool sẽ mất cầu thủ này khoảng 4 tuần, giống như 2 năm trước khi Salah cùng với đội tuyển Ai Cập đã lọt vào đến trận chung kết của giải. AFCON 2023 sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 1 năm 2024 tại bờ biển Nga. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 2. Với việc tạm rời xa câu lạc bộ trong khoảng 1 tháng, Salah sẽ bỏ lỡ nhiều nhất là 7 trận đấu trong thời gian này, trong đó có 2 cuộc đụng độ quan trọng với Chelsea và Arsenal.